Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu các anh em tham gia một chuyến hay góp nhận 200 token Gold Can các bạn. Để tham gia dự án hôm nay, click phần link mô tả dưới video, mình bấm nút start. Sau khi bấm start xong các bạn bấm vào continue, các bạn lướt cấp trang các bạn. Sau khi lướt cấp trang xong thì các bạn nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group, kênh challenge các bạn. Vì mình đã làm cái video rồi nên tự nhiên cái mình bấm tắt cái nửa chừng luôn các bạn. Rồi các bạn join rồi bắt đáp lại. Để tiếp tục bạn chọn tiếp kênh seller nữa các bạn. Kênh seller thì bạn follow nha bạn. Rồi bạn đáp lại. Tiếp tục bạn follow Twitter Dairy Week Spinbot nè. Con này chạy trên tảng BNB Smart Chain nha bạn. Rồi trên Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn xuống đây các bạn like nó cái này các bạn. Các bạn chỉnh dẫn cái tweet nha bạn. Các bạn tan 2-3 người bạn của mình vào luôn. Rồi các bạn tự quyết lại. Sau khi các bạn tự quyết lại xong các bạn mới đắp lên các bạn. Rồi bấm đòn. Bấm đòn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền là username Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. À, cộng MMO. Các bạn. Những cái mod trên thế này thì rất là dễ làm các bạn. Rất mau luôn. Tiếp tục bấm don. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với BB Smart Chain của mình bet20 các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ với Chocolate mình ra nè. Rồi các bạn copy địa chỉ BB Smart Chain bet20 nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại các bạn gửi cho bot nè các bạn. Mình dán vào đây. Rồi tiếp tục thì các bạn sẽ nhận được 210 token Ron cây nè các bạn. Đây là tài khoản bạn chỉ có tên ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn dòng giới thiệu thêm các bạn một chương trình này góp nữa nha các bạn. Rồi để tham gia hôm nay thì bằng phần chương trình này góp thứ hai thì các bạn sẽ nhận được phần phần các bạn để mình coi các bạn chưa. Rồi bạn cũng click phần link mô tả thứ hai, mình bấm nút start nè bạn. Sau khi bấm nút start xong các bạn join kênh group, kênh seller, các bạn bấm nút chat nha bạn. Sau khi bấm nút chat xong thì ra một cái giao diện thế này thì các bạn nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group, kênh seller nha bạn. Rồi join rồi các bạn bấm podcast nha bạn. Sau khi bấm podcast xong thì các bạn follow Twitter nha bạn. Rồi các bạn theo dõi rồi các bạn bắt đáp lời. Các bạn bấm net. Sau khi bấm net xong thì các bạn vô đây các bạn viết chữ Binbot nha các bạn. Rồi các bạn like và chích dẫn cho tài quyết nha các bạn. Vì mình đã tài quyết rồi các bạn. Các bạn tán 2-3 người bạn của mình vào các bạn. Các bạn bắt đáp lời. Rồi các bạn bấm finish. Rồi tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ với EC20 trên Chocolate chạy nền tảng Ethereum màn EC20 nha bạn. Rồi các bạn bấm vô cài đặt nè. Bạn bấm vô đây nè các bạn. Các bạn chọn địa chỉ ETH EC20 nè các bạn. Các bạn sao chép lại địa chỉ ETH mình nè. Rồi bạn mới đáp lời. Bạn gửi vô đây. Bạn gửi đây. Rồi bạn gửi cho bot nha bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username Twitter của tất cả các bạn nha bạn. Cộng các bạn vào check tin copy username Twitter của tất cả các bạn ở comment memo của bạn. Tiếp tục các bạn bấm vào balance để check số cần cũng được nha bạn. Mình đã nhận được 100 token Raya nè các bạn. Để affiliate thì các bạn lấy tin ghép mới chia sẻ cho bạn bè và người thân nó kiếm những token nha bạn. Video. Ok, khi nào có cập nhật thông tin con này thì mình sẽ cập nhật cho các bạn nha bạn. Hay là tự động nó không phối gì thì mình sẽ cập nhật thông tin cho các bạn. Vậy video đây cũng kết thúc các bạn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.